Mặt Trần Thường Đức. Từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 8 tháng 11 năm 1974. Tác giả: Đại úy Võ Trung Tín và Đại úy Nguyễn Hữu Viên. Phần đầu. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào cuối tháng 1 năm 1973, tình hình chiến cuộc Việt Nam tạm lắng dịu. Hai sư đoàn tổng trữ bị, nhảy dù và thủy quân lục chiến vẫn còn bị lưu giữ tại quân khu 1. Lấy quốc lộ 1 làm ranh giới, sư đoàn nhảy dù trấn giữ phía Tây dọc theo hành lang dãy Trường Sơn và trách nhiệm luôn phần bảo vệ an ninh quốc lộ 1. Từ cây số 17 ra tới bờ sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Sư đoàn thủy quân lục chiến giữ phía đông từ quốc lộ 1 ra đến bờ biển và từ sông Mỹ Chánh ra đến tận cổ thành Quảng Trị ở phía bắc. Các đơn vị thuộc sư đoàn nhảy dù chiếm những cao địa tới tận chân dãy Trường Sơn. Các căn cứ Anne, Đồng Ông Đô, Bạc Ba Ra đã giành lại được trong cuộc tổng phản công tái chiếm Quảng Trị. Đây là hai căn cứ chiến lược chế ngự toàn vùng hành quân. Từ An Lỗ, cây số 17, căn cứ Hiệp Khánh, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Nhảy Dù, về phía Nam là trách nhiệm của các đơn vị cơ hữu thuộc quân đoàn 1. Sư đoàn 1 bộ binh trấn đóng ở phía Bắc đèo Hải Vân. Phía Nam là trách nhiệm của Sư đoàn 3 và Sư đoàn 2 bộ binh. Cả hai khu vực Bắc và Nam đèo Hải Vân đều có các đơn vị biệt động quân, địa phương quân và nghĩa quân trấn giữ. Đối đầu với sư đoàn nhảy dù là sư đoàn 325 Trì Thiên của Bắc Việt. Tuy danh xưng là sư đoàn Trì Thiên, nhưng thực ra bộ đội của sư đoàn này rất trẻ và nói toàn giọng Bắc. Tình hình tổng quát tại quân khu 1 sau ngày ký hiệp định tương đối yên tĩnh. Vào những tháng cuối năm 1974, sau khi trao đổi tù binh với Hoa Kỳ xong xuôi, Bắc Việt không ngần ngại bắt đầu vi phạm Hiệp định Ba Lê để thực hiện ý đồ xâm lăng thông tính miền Nam bằng võ lực. Qua các cuộc trắc nghiệm xem phản ứng của Hoa Kỳ bằng cách mở cuộc tấn công vào tỉnh Phước Long và một số thị trấn khác thuộc quân khu 3, thấy Hoa Kỳ không có phản ứng, Cộng sản Bắc Việt bắt đầu tung các đơn vị chủ lực vào cuộc xâm lược miền Nam Việt Nam. Bộ đội, pháo binh, cơ giới của họ ngang nhiên ào ạt di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh vào các quân khu 2 và 3 hàng hàng lớp lớp giữa ban ngày, không cần ngụy trang ẩn nấp như xưa. Song song với việc chuyển quân, Cộng sản Bắc Việt mở mặt trận lớn đầu tiên tại vùng 1 chiến thuật với ý đồ cầm chân các đơn vị tổng trữ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hai sư đoàn 304 và 324 Bắc Việt cùng các trung đoàn pháo chiến xa bất thần đánh chiếm quận Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Nam là một điểm chiến lược nhờ địa thế núi rừng hiểm trở. Thượng Đức là một trong 9 quận của tỉnh Quảng Nam, Đức Dục, Quế Sơn, Thượng Đức, Hiếu Đức, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hòa Vang và Hiếu Nhân. Được thành lập năm 1962, tách ra từ quận Đức Dục, nằm trong thung lũng Hà Tân, một khu vực nghèo nàn khô cằn sỏi đá ở phía tây nam Đà Nẵng khoảng 60 cây số. Và phía tây là vùng rừng núi trùng điệp chạy dài tới biên giới Việt-Lào khoảng 50 cây số. Đây là tiền đồn chiến lược bảo vệ căn cứ quân sự và phi trường Đà Nẵng, một trong những căn cứ lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1974, quân đoàn 1 đã bố trí sư đoàn 3 bộ binh trấn giữ tỉnh Quảng Nam và một phần tỉnh Quảng Tín. Sư đoàn này có 3 trung đoàn cơ hữu là trung đoàn 2, trung đoàn 56 và trung đoàn 57. Trung đoàn 2 phụ trách khu vực Gò Nồi và quận Đức Dục. Trung đoàn 56 chịu trách nhiệm về hai quận Quế Sơn và Thăng Bình. Trung đoàn 57 là trung đoàn trừ bì.
Hai nơi hiểm yếu và chịu áp lực nặng nhất là Nông Sơn và Thường Đức, được giao cho Liên đoàn 14 biệt động quân. Liên đoàn này có 3 tiểu đoàn là 77, 78 và 79. Tiểu đoàn 78 đóng ở Nông Sơn và tiểu đoàn 79 đóng ở Thường Đức. Thường Nhật, quận lỵ Thường Đức do hai đại đội địa quân bảo vệ. Vào giữa tháng 6 năm 1974, khi được tin cộng quân có thể tấn công Thường Đức, tiểu đoàn 79 mới được đưa từ Quảng Ngãi về trấn giữ vị trí này. Địa hình Thường Đức rất hiểm yếu, ba bề là núi cao, có nhiều dốc dựng đứng. Phía đông bằng phẳng từ quận Điện Bàn trên giao điểm quốc lộ 1, liên tỉnh lộ 4 chạy dọc theo sông Vu Gia dẫn vào Thường Đức, dài khoảng 40 cây số, đường xá rất hiểm trở. Quận lỵ Thường Đức nằm ngay ngã tư liên tỉnh lộ 4 và quốc lộ 14, và cũng là nơi hợp lưu của hai con sông Côn và sông Vu Gia nước sâu, chạy dài từ Tây sang Đông. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho thành lập quận này nhằm cắt đứt con đường 14, không cho cộng quân sử dụng để di chuyển vào Nam. Vùng chung quanh đường 14 có bộ lạc Ca Tu sinh sống. Trước kia, lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã xây dựng và để lại một căn cứ phòng thủ chiến lược với hệ thống giao thông hào liên hoàn trong căn cứ, cùng với 35 lô cốt nửa chìm nửa nổi. Mỗi lô cốt rộng 4 mét, xây dựng bằng xi măng cốt thép bao bọc hai lớp bao cát đặt ngang ở giữa. Nhiều công sự có nắp và một hệ thống nhà hầm và hầm ngầm. Khu truyền tin, chỉ huy pháo binh, bệnh viện, kho đều nằm sâu trong lòng đất. Trong khu vực nhà ngầm được chia thành nhiều phòng, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở Thượng Đức có tiểu đoàn 79 biệt động quân biên phòng, hai đại đội địa phương quân, một đại đội cảnh sát dã chiến, một trung đội viễn thám và 16 trung đội nghĩa quân. Tất cả đặt dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, quận trưởng. Về mặt chiến lược, Thường Đức còn là một vị trí quan trọng xuất phát các cuộc hành quân trinh sát, khống chế con đường tiếp liệu Trường Sơn Đông mà Bắc Việt vừa mới khai dựng sau ngày ký Hiệp định 27 tháng 1 năm 1973. Từ phía Bắc, quân dụng và chiến cụ theo đường mòn Hồ Chí Minh đưa từ A Lưới đến A Sau, qua Trào, đến Bến Giàng nằm trên liên tỉnh lộ 4 cách Thường Đức không xa. Tại đây, quân Bắc Việt có những kho lẫm tồn trữ quân dụng tiếp tế cho mặt trận quân khu 5. Về chính trị, với việc chiếm đóng Thường Đức, Hà Nội có thể đánh giá được phản ứng của Hoa Kỳ và khả năng tăng viện viện trợ quân sự cho Sài Gòn. Về quân sự, Hà Nội có thể đánh giá khả năng phản kích, cơ động và hỏa lực yểm trợ của chủ lực Việt Nam Cộng Hòa ở quân khu 1, đặc biệt là lực lượng tổng trừ bị cơ động chiến lược. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, trận chiến Thường Đức đánh dấu việc vi phạm ngưng bắn của Bắc Việt đã đến một mức độ nghiêm trọng mới. Thường Đức trở thành quận lỵ đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng sản sau ngày ngưng bắn. Đại Lộc và Đà Nẵng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng từ hướng Tây, chỉ cách thung lũng sông Vu Gia. Lực lượng địch tham chiến gồm có Sư đoàn 324B gồm các Trung đoàn 29, Trung đoàn 6 và Trung đoàn 803 di chuyển từ phía Tây tỉnh Quảng Trị xuống tỉnh Quảng Nam. Sư đoàn 304 Điện Biên, tư lệnh là Trương Công Phê, chính ủy là Trần Bình, chỉ huy trực tiếp trận chiến, gồm 3 trung đoàn 66, 24 và 36 vừa tham gia trận đánh chiếm căn cứ Đắc Pét ở phía bắc tỉnh Kon Tum vào giữa tháng 5 đã bí mật di chuyển vào khu vực Thường Đức. Trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 2 Bắc Việt tăng viện vào lúc cuối trận chiến. Hai tiểu đoàn bộ đội địa phương Quảng Đà, một trung đoàn pháo và 3 chiếc chiến xa. Lực lượng địch quân tham gia tác chiến chủ yếu ở Thường Đức là sư đoàn 304 với trung đoàn 66 được tăng cường trung đoàn 29,
còn gọi là Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 219 công binh, một đại đội tên lửa SA-7 và một đại đội tên lửa AT-3, tất cả từ quân đoàn 2 cùng hai tiểu đoàn bộ đội địa phương Quảng Đà. Các đơn vị của quân đoàn 2 Bắc Việt đã được cơ giới trên con đường chiến lược mới mở Đông Trường Sơn từ thung lũng Ba Lòng, Quảng Trị xuống. Riêng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 vừa mới được cơ giới từ thung lũng A Sau, Thừa Thiên xuống tham gia đánh trận Đắc Pét, sau đó đã cơ động trở lại Quảng Nam để tham gia chiến dịch Thường Đức. SA-7 và AT-3 đều được gọi là tên lửa, hỏa tiễn, nhưng công dụng khác nhau. SA-7 là hỏa tiễn phòng không, chống máy bay hoặc trực thăng, nhỏ gọn, dài khoảng 1,47m với đường kính 70mm, nằm trong một ống phóng ngắn có thể bắn từ trên vai. AT-3 được chế tạo để chống thiết giáp, xe tăng, thiết vận xa hoặc bắn vào các công sự chiến đấu kiên cố. Trận Thường Đức do cán bộ Sư đoàn 304 Bắc Việt trực tiếp chỉ huy. Trong cuộc họp chuẩn bị giữa Bộ Chỉ huy Sư đoàn 304 với Bộ Chỉ huy Quân khu 5 Bắc Việt, đã có việc trao đổi kinh nghiệm sử dụng pháo bắn thẳng có hiệu lực cao ở Nông Sơn. Tư lệnh Sư đoàn 304 Bắc Việt khẳng định sẽ tiêu diệt Thường Đức với hỏa lực hùng hậu của Bộ Tư lệnh B5 yểm trợ, gồm cấp số trang bị pháo 85 ly và 105 ly gấp đôi của Sư đoàn 2 Bắc Việt. Lại có thêm súng cối 160 ly có sức công phá lớn, yểm trợ đắc lực cho bộ binh xung phong. Quân đoàn 2 Bắc Việt tổ chức một bộ phận tiền phương đi cùng với Sư đoàn 304 do Đại tá Việt Cộng Hoàng Đăng, Phó Tư lệnh quân đoàn phụ trách. Với nhiệm vụ tấn công chi khu quận lỵ Thường Đức, thử thách quan trọng đối với Sư đoàn 304 là việc chuyển vận đưa vũ khí đạn dược vào trận chiến. Hai tổ trinh sát từ hai hướng hoạt động gửi về báo cáo các kế hoạch mở đường. Sau khi cân nhắc, cán bộ chỉ huy quân đoàn 2 Bắc Việt và sư đoàn 304 quyết định mở đường từ Trào vào Bến Hiên. Con đường này Cộng sản Bắc Việt phải làm mới 45 km, còn 21 km dựa vào con đường Việt Nam Cộng Hòa làm dở dang đã bỏ từ lâu, sửa lại là xe pháo đi được. Việc đảm bảo bí mật đưa lực lượng vào chiến dịch cũng tốt hơn. Ngoài việc ghép thuyền chở pháo và các loại vũ khí, cộng quân còn đóng nhiều bè chuối, bè nứa để vận chuyển đạn và gạo vào chiến dịch. Đoạn đường từ Bến Hiên vào Thượng Đức dài 17 km. Phía Việt Nam Cộng Hòa thường đưa thám báo ra phục kích. Cộng quân chưa thể sửa ngay được. Giai đoạn đầu, cộng quân phải dùng thuyền, bè chở pháo đạn xuôi sông Côn, rồi dùng sức người đưa pháo lên chiếm lĩnh trận địa. Quân đoàn 2 Bắc Việt và sư đoàn 304 hạ quyết tâm đến ngày 27 phải làm xong đường để đưa các lực lượng chính yếu vào đánh chiếm Thường Đức. Sau hơn một tháng vật lộn với con đường, đêm 17 tháng 7 năm 1974, các xe pháo của cộng quân đã bí mật kéo vào tập trung ở thôn Hiên. Các đại pháo 122 ly của sư đoàn 304 được bố trí trong các làng bản không có người ở, vì dân đã bỏ đi từ lâu, nay biến thành rừng. Cối 160 ly vào tới vị trí an toàn cách căn cứ Thượng Đức 3 km. Bộ đội và dân công lại đưa pháo 85 ly vượt qua một bãi sình lầy lên điểm cao 118 để bắn trực tiếp vào Thượng Đức. Bộ Chỉ huy Sư đoàn 304 đặt tại phía đông nam núi Hà Sóng. Tại đây có thể quan sát rõ bộ binh xung phong lên Thượng Đức. Sư đoàn 304 chia thành 3 mũi tiến công vào Thượng Đức. Trung đoàn 66 với tiểu đoàn 7, 8 và 9 tấn công vào các vị trí Việt Nam Cộng Hòa ở trung tâm chi khu quận lỵ. Bộ đội địa phương, dân quân du kích tấn công vào các thôn xung quanh quận lỵ.
Trung đoàn 29 của sư đoàn 324 chiếm lĩnh các cao điểm ngăn chặn viện binh ở vòng ngoài, dọc theo phía bắc liên tỉnh lộ 4. Lực lượng bạn: Tiểu đoàn 79 biệt động quân biên phòng, thiếu tá Hà Văn Lầu, tiểu đoàn trưởng, và đại úy Trương Đình Sinh, tiểu đoàn phó. Hai đại đội địa phương quân, một đại đội cảnh sát dã chiến, một trung đội viễn thám, 16 trung đội nghĩa quân. Lữ đoàn 1 nhảy dù do trung tá Nguyễn Văn Đỉnh làm lữ đoàn trưởng, gồm 3 tiểu đoàn 1, 8, 9 nhảy dù và tiểu đoàn 1 pháo binh dù. Tiểu đoàn 1 nhảy dù, thiếu tá Ngô Tùng Châu làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 8 nhảy dù, thiếu tá Nguyễn Quang Vân làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 9 nhảy dù, thiếu tá Nguyễn Văn Nhỏ làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, thiếu tá Nguyễn Bá Trí làm tiểu đoàn trưởng. Lữ đoàn 3 nhảy dù do trung tá Lê Văn Phát làm lữ đoàn trưởng, gồm 3 tiểu đoàn 2, 3, 6 nhảy dù và tiểu đoàn 3 pháo binh dù. Tiểu đoàn 2 nhảy dù, thiếu tá Trần Công Hạnh làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 3 nhảy dù, thiếu tá Võ Thanh Đồng làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 6 nhảy dù, thiếu tá Nguyễn Hữu Thành làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù, thiếu tá Nguyễn Văn Thông làm tiểu đoàn trưởng. Diễn tiến: trước khi tấn công Thường Đức, vào trưa ngày 18 tháng 7 năm 1974, Cộng quân tung Trung đoàn 36 Sư đoàn 308 Bắc Việt với sự tăng cường của hai tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 2 Bắc Việt và tiểu đoàn 10 đặc công tấn chiếm Nông Sơn, nằm hai bên bờ sông Tĩnh Yên, cách quận lỵ Đài Lộc chỉ 16 cây số, do tiểu đoàn 78 biệt động quân trấn giữ. Cộng quân đã tràn ngập căn cứ Nông Sơn. Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa liền đưa Trung đoàn 2 một pháo đội 155 ly, một pháo đội 175 ly và một chi đoàn của thiết đoàn 11 kỵ binh đánh chiếm lại, nhưng thất bại và bị thiệt hại nặng. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 phải điều động Liên đoàn 12 biệt động quân, gồm 3 tiểu đoàn 21, 37 và 39 vào thay Trung đoàn 2 mới tái chiếm được. Ngày 29 tháng 7 năm 1974, Cộng quân mở cuộc tấn công vào quận Đức Dục do tiểu đoàn 21 biệt động quân trấn giữ và bắn hỏa tiễn vào phi trường Đà Nẵng. Cùng lúc cho Trung đoàn 29 tấn công và pháo kích vào chi khu Thường Đức. Khởi sự, Cộng quân đã pháo kích để triệt hạ các công sự phòng thủ bên trong chi khu và tấn công các vị trí tiền đồn của tiểu đoàn 79 biệt động quân trấn giữ. Kho đạn của quận lỵ bị bốc cháy, chi khu Thượng Đức mất liên lạc với 3 vị trí tiền đồn của nghĩa quân, địa phương quân và 2 vị trí tiền đồn của biệt động quân. Nhưng pháo binh từ đội 52 gần Đài Lộc yểm trợ hữu hiệu, gây nhiều thiệt hại cho quân Cộng sản. Sau đó, Trung đoàn 66 Bắc Việt tấn công trực diện vào hướng chính của chi khu, dùng bọc phá mở hàng rào. Tiểu đoàn 7 Bắc Việt bị một trung đội địa phương quân chặn đứng với một khẩu đại liên 50, đại liên 12,7 ly ở Trúc Hà. Cộng quân dùng pháo 85 ly bắn trực xạ diệt được khẩu đại liên 50 của trung đội địa phương quân. Tiểu đoàn 7 Bắc Việt tiếp tục khai triển đưa lực lượng vào đột phá nhưng cũng không thành công. Hướng tiểu đoàn 9 Bắc Việt, mặc dù chiến đấu rất dữ dội, nhưng mở đến hàng rào thứ tư thì bị lính biệt động quân đánh trả mạnh mẽ. Cộng quân bị thương vong quá nhiều phải dừng lại. Phía Việt Nam Cộng Hòa phản ứng rất nhanh. Không quân Việt Nam Cộng Hòa từ Đà Nẵng bay lên đã ném bom chính xác vào ngay hàng rào. Khi Bắc quân bắn nát một lô cốt và chuyển sang lô cốt khác, tiểu đoàn 79 biệt động quân lập tức đưa quân bám lấy lô cốt sập, bắn chặn không cho quân Bắc Việt tiến lên. Sáng sớm hôm sau, ngày 30 tháng 7 năm 1974, Bắc Việt pháo dữ dội và tấn công vào chi khu Thường Đức. Chi khu trưởng bị thương nặng do đạn pháo,
nhưng quân ta vẫn giữ vững được phòng tuyến. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục anh dũng đánh bật các đợt tấn công của Bắc quân. Phi cơ quan sát của Việt Nam Cộng Hòa phát hiện một đoàn quân xa và pháo binh của Việt Cộng di chuyển trên liên tỉnh lộ số 4 phía Tây Thượng Đức. Không quân Việt Nam Cộng Hòa từ Đà Nẵng đã được gọi đến oanh kích, tiêu diệt được 3 chiến xa và nhiều quân xa của địch. Đây là trận đánh hiệp đồng binh chủng cường tập rất mạnh của Trung đoàn 66 Bắc Việt, và sau nhiều đợt pháo bắn yểm trợ cho nhiều đợt bộ binh tấn công, nhưng vẫn không thành công trước sự chống trả vô cùng anh dũng, quyết liệt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa được không quân từ Đà Nẵng lên yểm trợ đắc lực. Sau 2 ngày đêm tấn công quyết liệt, Trung đoàn 66 vẫn không mở cửa được, trong khi bị thiệt hại nặng nề, phải dừng lại củng cố đội hình. Đêm 30 tháng 7, Nguyễn Chánh, tư lệnh phó quân khu 5, phải ra mặt trận để chấn chỉnh lại đội ngũ và quyết định đưa pháo vào gần để bắn trực xạ. Ngày 31 tháng 7 năm 1974, sau những đợt pháo tập khủng khiếp, Trung đoàn 66 Bắc Việt liên tục đưa lực lượng tiến sát vào vòng đai phòng thủ, nhưng tiểu đoàn 79 biệt đồng quân cùng địa phương quân, nghĩa quân Thường Đức chống trả rất dữ dội, khiến cộng quân bị thương vong rất nhiều, mà hàng rào vào quận lỵ vẫn chưa mở được. Thiếu tá Hà Văn Lầu, tiểu đoàn trưởng 79 biệt đồng quân, yêu cầu dồi pháo ngay lên hầm chỉ huy của ông. Các công sự phòng thủ cũng như hệ thống giao thông hào đều sụp đổ dưới những đợt pháo kích liên tục của quân Bắc Việt. Nhưng lính Mũ Nâu vẫn giữ được căn cứ, và sau cùng cộng quân cũng chiếm được bãi đáp trực thăng phía ngoài, đồng thời bố trí quân trên các cao điểm để chế ngự tỉnh lộ 4 ở phía đông Thượng Đức, chờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa phản công theo đúng chiến thuật đánh điểm diệt Việt. Trước sự thiệt hại nặng của Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 phải ra lệnh cho Trung đoàn ngừng tiến công và chuyển sang phòng ngự giữ bàn đạp đã chiếm được. Trong ngày này, quân Cộng sản cũng pháo vào các vị trí của Trung đoàn 2 bộ binh và pháo binh đóng tại Đài Lộc. Sau khi tổn thất nặng ở trận Đức Dục vài tuần trước, Trung đoàn 2 bộ binh đang được tái bổ sung và huấn luyện ở phía Tây Đài Lộc. Một pháo đội 175 ly được di chuyển ra quận Hiếu Đức để yểm trợ cho Thường Đức. Sau đợt tấn công đầu tiên của quân Bắc Việt, Trung tá quận trưởng Nguyễn Quốc Hùng tuy bị thương gãy chân nhưng vẫn báo cáo về Đà Nẵng là giữ được Thường Đức và yêu cầu tăng viện. Bộ chỉ huy chi khu Thường Đức ráo riết huy động binh lính củng cố các công sự phòng thủ. Phát hiện được lực lượng đang bao vây Thường Đức là bộ đội chủ lực Bắc Việt vừa di chuyển từ Quảng Trị vào. Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã được gọi tới oanh kích dữ dội vào đội hình vây lấn của địch quân. Tại chi khu Thường Đức, tổn thất của biệt đồng quân và các đơn vị trú phòng ngày càng gia tăng. Trong khi việc tải thương không thực hiện được do hỏa lực phòng không ác liệt của cộng quân, tướng trưởng điều động một chi đoàn chiến xa M48 từ Tân Mỹ phía Bắc Hải Vân vào Đà Nẵng làm trừ bị cho tướng Hinh khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 8 năm 1974, để giải tỏa áp lực địch, tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, đã thành lập một chiến đoàn đặc nhiệm gồm trung đoàn 2 bộ binh và thiết đoàn 11 kỵ binh từ Đại Lộc đi dọc theo tỉnh lộ 4 tiến về Thượng Đức. Ngày 3 tháng 8 năm 1974, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 2 bộ binh bắt được một tù binh Bắc Việt ở phía đông Thượng Đức. Theo cung từ của tù binh này cho biết, trung đoàn 29 Bắc Việt đã chiếm giữ các cao điểm 1235 và 1062 để chế ngự tỉnh lộ 4 giữa Thượng Đức và đồi 52 ở phía tây Đài Lộc, con đường tiếp liệu và tiếp viện cho Thượng Đức, trong khi trung đoàn 66 của sư đoàn 304 được tăng cường lực lượng chuẩn bị dứt điểm Thượng Đức. Bắt đầu đợt tấn công mới, pháo binh Bắc Việt đã hạ nòng bắn tập trung diệt từng lô cốt một của căn cứ.
không quân Việt Nam Cộng Hòa đã gửi phi pháo đến yểm trợ và trọng pháo tác xạ dữ dội vào các vị trí quân Bắc Việt. Nhưng rút được kinh nghiệm của đợt tấn công trước, đội hình bộ binh cộng quân áp sát mục tiêu hơn và có công sự chu đáo nên tránh được thương vong nặng như lần trước. Đạn pháo bắn thẳng phá tung những lô cốt còn lại. Sau đó cối 160 ly nền chính xác vào khu trung tâm, rồi pháo chuyển lần hướng dẫn cho bộ đội tiến tới. Mặc dầu được tăng cường tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 57, chiến đoàn của trung đoàn 2 tiến rất chậm trước sự kháng cự của trung đoàn 29 Bắc Việt và hỏa lực pháo binh hùng hậu của cộng quân dọc theo các cao điểm 1235 và 1062 cạnh liên tỉnh lộ 4. Trong khi tại Thường Đức, tình hình trở nên nguy kịch khi lính biệt động quân sắp cạn kiệt đạn dược cũng như lương thực. Không quân Việt Nam Cộng Hòa cố gắng thả dù tiếp tế khẩn cấp vào ngày 5 tháng 8, nhưng do hỏa lực phòng không ác liệt của Bắc Việt, 8 kiện hàng tiếp tế đều rơi ngoài chu vi phòng thủ. Một anh tạc cơ A-37 bị bắn rớt khi định tiêu hủy các kiện hàng tiếp tế không may rơi vào khu vực do quân Bắc Việt kiểm soát. Lo ngại về mối đe dọa nguy hiểm lớn cho Đà Nẵng từ hướng Tây của Đại Lộc, tướng trưởng khẩn cầu trực tiếp với đại tướng Cao Văn Viên cho lữ đoàn 1 nhảy dù từ Sài Gòn ra tăng viện, đồng thời ra lệnh cho lữ đoàn 3 nhảy dù đang phòng thủ phía Tây Huế chuẩn bị di chuyển vào Quảng Nam. Nhưng các hoạt động này đã không còn kịp để cứu vãn tình thế cho Thường Đức. Mặc dầu liên tục pháo vào Thường Đức từ ngày 29 tháng 7, cường độ pháo trong đêm 6 tháng 8 gia tăng mạnh với trên 1.200 đạn pháo. Ở hướng chính của căn cứ, cộng quân dùng bọc phá liên tục để mở ngõ, nhưng binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong hầm ngầm chui ra các lô cốt đã bị sập, bắn trả quyết liệt. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 1974, địch quân vẫn chưa vào được Quần Lỵ. Suốt một ngày và đêm 6 tháng 8 năm 1974 chiến đấu liên tục, tiểu đoàn 9 Bắc Việt đã mở được cửa đột phá và đánh chiếm được một số lô cốt tuyến chiến hào thứ nhất. Nhưng khi phát triển vào trung tâm, các mũi tiến công của cộng quân bị khựng lại trước hệ thống hỏa lực dày đặc của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tiểu đoàn 79 biệt động quân cùng lính địa phương quân, nghĩa quân ở Thường Đức quyết không đầu hàng nên đã chiến đấu vô cùng quyết liệt, đánh trả các cuộc xung phong của bộ đội Bắc Việt đến người lính cuối cùng và viên đạn cuối cùng. Trên trời, máy bay A-37 của không quân Việt Nam Cộng Hòa liên tục quần đảo bắn phá và bổ nhào trút bom đánh ngay vào khu vực hàng rào căn cứ, chi viện cho quân đồn trú ở Thượng Đức giữ vững khu vực còn lại. Những người lính mũ nâu anh hùng của tiểu đoàn 79 biệt động quân tiếp tục đẩy lui một đợt tấn công nữa vào đêm này. Đến 1 giờ sáng ngày 7 tháng 8, cộng quân chuyển hướng tiến công của tiểu đoàn 9 thành hướng chủ yếu. Đến 5 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 1974, sau khi củng cố lực lượng và bố trí lại đội hình, trung đoàn 66 mở đợt tấn công cuối cùng đánh chiếm Quần Lỵ Thường Đức. Hỏa lực của pháo binh Bắc Việt bắn chi viện cho tiểu đoàn 8 tiếp tục mở cửa. Bọc phá nổ cuốn theo lớp hàng rào cuối cùng. Những người lính biệt động quân, địa phương quân và nghĩa quân còn sống sót rút vào lô cốt ngầm bắn ra như điên như dại, chống cự quyết liệt. Tiểu đoàn 9 đã chiếm được khu địa phương quân và phát triển xuống khu cảnh sát Quần Lỵ. Tiểu đoàn 7 từ hướng Tây Bắc đã sang hướng tiểu đoàn 9, đột phá vào khu biệt động quân. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 1974, sư đoàn 304 đã tràn ngập cứ điểm Thường Đức. Tiểu đoàn trưởng biệt động quân báo cáo mở đường máu rút lui trước khi liên lạc bị mất vào trưa ngày 7 tháng 8. Thường Đức trở thành Quần Lỵ đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay quân Bắc Việt sau ngày ngừng bắn.
và một cơ hội cho Hà Nội đánh giá phản ứng và khả năng yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ khi chiến sự bắt đầu leo thang. Do chủ quan về khả năng chiến đấu của chủ lực cơ động cùng pháo binh hùng hậu yểm trợ, Trung đoàn 66 của Sư đoàn 304 đã phải trả một giá khá đắt. Thiệt hại nặng nề với 75% quân số thương vong khi bị tiểu đoàn 79 biệt động quân cùng các người lính địa phương quân, nghĩa quân và cảnh sát giải chiến của chi khu Thượng Đức được sự yểm trợ tích cực và hữu hiệu của Không quân Việt Nam Cộng Hòa từ phi trường Đà Nẵng đã chặn đứng và đánh bật hàng loạt các đợt tấn công kéo dài suốt 9 ngày đêm. Các người lính Việt Nam Cộng Hòa đã không chịu đầu hàng mà chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng, cho đến giọt máu cuối cùng. Nhưng sự hy sinh anh dũng này đã đi vào quên lãng do địa thế hẻo lánh không được nhiều người biết đến. Sư đoàn nhảy dù tham chiến. Ngày 8 tháng 8 năm 1974, Lữ đoàn 1 nhảy dù cùng 3 tiểu đoàn trực thuộc 1, 8 và 9 nhảy dù được khẩn cấp không vận đến vùng hành quân Đại Lộc bằng phi cơ C-130. Một ngày sau khi Thượng Đức thất thủ, trong khi các thiết bị nặng như đại bác 105 ly và xe cộ được đưa ra bằng tàu của hải quân. Sau khi nghỉ đêm tại quận Hiếu Đức, sáng hôm sau, Lữ đoàn 1 nhảy dù di chuyển bằng đoàn xe GMC hướng về quận Đại Lộc qua Ái Nghĩa, Cầu Chìm. Đoàn xe dừng tại đây, mọi người ba lô súng đạn gọn ghẽ triển khai đội hình từ từ tiến vào vùng hành quân. Ngày 11 tháng 8 năm 1974, Lữ đoàn 3 nhảy dù cùng 3 tiểu đoàn 2, 3 và 6 được lệnh di chuyển bằng phi cơ từ phi trường Phú Bài xuống phi trường Đà Nẵng, trách nhiệm án ngữ ở quận Hiếu Đức. Sau khi bàn giao khu vực trách nhiệm cho Liên đoàn 15 biệt động quân, quân khu 1, Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù và Chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng, Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù cũng di chuyển đến Đà Nẵng, đặt bản doanh tại phi trường Non Nước ở phía nam Đà Nẵng. Trên vùng đồi núi chập trùng nằm phía bắc thung lũng sông Vu Gia, liên tỉnh lộ 4 gồ ghề và ngoằn ngoèo nối liền Thượng Đức với khu vực đồng bằng duyên hải. Hai bên trái phải là hai dãy núi cao chót vót trùng điệp chạy chùng lại. Hai dãy núi gặp nhau tại một khe núi rất hẹp có tên là Ba Khe, với ngọn đồi 52 trọc đỏ ối nằm ngay yết hầu con đường độc đạo chạy từ Đại Lộc vào Thượng Đức. Vào sau nữa là vùng Bến Giàng rồi Khâm Đức. Biết quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ tìm cách chiếm lại Thượng Đức, địch quân đã có ý đồ từ lâu cho Trung đoàn 29 chiếm giữ những ngọn đồi ở phía nam của dãy núi. Dọc hai bên sườn đồi, hầm hố được xây dựng rất kiên cố. Họ cưa cột nhà của dân chúng đem gác thành khung chữ A, tháo tôn trên mái nhà đặt lên mặt, rồi tấn đất cát chặt lên trên. Từng chiếc hầm kiên cố, nếu một quả đạn 105 ly có nổ trên nắp hầm cũng chả ăn thua gì. Địch vẫn ngồi bên dưới ung dung kéo thuốc lào. Địch đã xây dựng hệ thống phòng thủ này từ lâu lắm rồi. Họ đã khống chế toàn vùng từ khuya, nhưng vẫn để cho con đường độc đạo này thông thương qua lại. Dân chúng vẫn ra vào, quân ta vẫn đi lại lui tới tưởng như vô sự. Nhưng nếu thử tung một toán trinh sát lấn sâu sang bên lộ thử xem, địch quân đang nằm trong đó. Cho nên khi địch lật úp bàn tay thì toàn bộ lực lượng sư đoàn 3 bộ binh và biệt động quân tan tác trong nháy mắt. Vị sĩ quan đại đội trưởng biệt động quân trấn thủ đồi 52 khi chạy thoát về gặp nhảy dù, chỉ còn có một người lính mang máy PRC-25 đi theo. Ông ta vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cách liên tỉnh lộ 4 khoảng 6 km về phía bắc, đồi 1235 nằm ở phía đông Thượng Đức là đỉnh cao nhất. Trong khi đồi 1062 cách đó khoảng 2 km về phía nam có vị trí chiến lược quan trọng, có thể quan sát khống chế toàn bộ khu vực liên tỉnh lộ 4 và thung lũng sông Vu Gia từ
từ Thượng Đức kéo dài cho đến Đại Lộc. Theo con đường độc đạo ngoằn ngoèo, những toán quân của sư đoàn 3 bộ binh của biệt động quân đang nhớn nhác di tản từ Thượng Đức ra. Nương theo đoàn binh lính là những dân lành gồng gánh bồng bế nhau tìm đường thoát hiểm. Những loạt đạn Đại Bác 130 ly của địch từ núi sâu bắn rải theo đoàn người dọc trên mặt lộ. Mỗi khi một cụm khói bốc lên, đoàn người lại ngã xô xuống. Khi cụm khói tan đi, có dáng người loạng choạng đứng lên lê lết bước, có dáng người vẫn nằm yên một chỗ phơi thay trên mặt đường. Trung đoàn 29 Bắc Việt đã đóng chốt trên những ngọn đồi nằm sát liên tỉnh lộ 4 và đã thiết lập một đài quan sát pháo binh ở trên đỉnh 1062 để có thể pháo chính xác vào các vị trí của Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực Đại Lộc và kiểm soát tất cả mọi chuyển động trên tỉnh lộ 4. Lữ đoàn 1 nhảy dù được giao cho nhiệm vụ chiếm lại đồi 1062 cùng các ngọn đồi lân cận tiếp giáp với liên tỉnh lộ 4, trong khi lữ đoàn 3 nhảy dù bảo vệ Đà Nẵng ở hướng Tây qua quận Hiếu Đức. Các tiểu đoàn nhảy dù thay phiên nhổ từng chốt cộng quân bám chặt trong những hốc núi trong suốt một tháng trời. Lữ đoàn 1 nhảy dù tiến dần lên đồi 1062. Sau khi các cánh quân của nhảy dù đã vào tuyến xuất phát, chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sư đoàn nhảy dù cho các đơn vị tiến dọc theo đường đỉnh dãy núi Sơn Gà, rồi trực chỉ Thượng Đức. Nỗ lực chính là lữ đoàn 1 nhảy dù, trong khi đó lữ đoàn 3 lục soát xung quanh thung lũng Đại Lộc và làm thành phần trừ bị sẵn sàng tiếp ứng. Giai đoạn 1 của cuộc hành quân. Ngày 18 tháng 8 năm 1974, lữ đoàn 1 nhảy dù bắt đầu xung trận. Tuyến xuất phát khởi từ làng Hà Nha. Hà Nha là một dải đồng bằng hẹp. Bên trái là con đường độc đạo dẫn vào Thượng Đức. Bên phải giáp với chân của rặng Sơn Gia, còn gọi là Sơn Gà, cao ngất trời xanh. Các đơn vị nhảy dù chia thành từng toán nhỏ đeo bám trên các sườn núi để diệt các chốt cộng sản bằng lựu đạn. Vừa vượt tuyến xuất phát khoảng một cây số thì chạm mạnh với địch quân. Họ phải giành giật từ ngôi nhà, từng gốc cây trên con đường độc đạo dẫn vào quận Thượng Đức. Đoạn đường 5 cây số vô cùng gian nan hiểm trở, với nhiều bẫy và pháo tập gài sẵn của địch. Đoàn quân nhảy dù súng hòm trên tay, cẩn trọng trải rộng đội hình dấn bước vào lò lửa đang sôi sục. Đây quả thật là một thử thách đo lường sự can đảm, kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu của các chiến sĩ nhảy dù trước khi họ thực sự tham dự một trận đánh để đời quanh ngọn đồi đẫm máu 1062. Về phía Bắc Việt, trung đoàn 29 bị tổn thất quá nặng, phải lùi dần về sau, nên quân khu 5 Cộng sản phải điều động trung đoàn 31 của sư đoàn 2 Bắc Việt vào thay cho trung đoàn 66 đang giữ Thượng Đức, để đơn vị này ra tăng cường cho trung đoàn 29 để làm chậm lại bước tiến của những người lính nhảy dù. Cộng quân cũng đã đưa trung đoàn 24 của sư đoàn 304 từ Quảng Trị vào đến chiến trường vào đầu tháng 9 năm 1974 để tăng cường cho mặt trận. Sáng ngày 18 tháng 8, 3 tiểu đoàn 1 nhảy dù, 8 nhảy dù và 9 nhảy dù vượt tuyến xuất phát. Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù cũng đã tung các đơn vị đại đội 19, 21 và 27 đa năng hoạt động để đánh lạc hướng tình báo địch. 12 đại đội đa năng là những đại đội thiền chiến ưu tú của sư đoàn nhảy dù, được tổ chức ngoài bảng cấp số. Quân số rút ra từ các đơn vị thống thuộc và được huấn luyện khả năng tác chiến như một đại đội độc lập. Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 nhảy dù, ra lệnh tiểu đoàn 8 tiến theo tỉnh lộ 4, dọc bờ sông Vu Gia, bảo vệ cánh trái trục tiến quân tiến chiếm làng Hà Nha 1 và Hà Nha 2, ở phía đông đồn địa phương quân cũ, trên cao điểm 52. Thiếu tá Nguyễn Quang Vân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, chuyển lệnh cho đại úy Phạm Văn Hiệu, dàn đại đội 83 xung phong thần tốc tấn công thẳng vào làng Hà Nha để giải tỏa đồn địa phương quân.
khi trung đội 1 thuộc đại đội 83, trung đội trưởng là thiếu úy Hoàng Văn Tiến vào gần tới bờ làng, thì quân Bắc Việt đồng loạt khai hỏa. Các binh sĩ dù bắn trả mãnh liệt. Trung đội 2 do thiếu úy Nghiêm Sĩ Thành chỉ huy nhào vô cứu bồ, vừa bắn vừa hô xung phong vang rền, làm địch hoảng hốt bỏ chạy hết. Nhờ đó tổ khinh binh của Tiến nhảy vào chiếm được bờ làng. Đại úy Hiệu Bảo Thành ngưng tác xạ và thiếu úy Tiến dẫn toàn bộ trung đội vào mục tiêu và bung rộng về phía tây bờ làng. Sau 40 phút giao tranh, đại đội 83 hoàn toàn làm chủ làng Hà Nha. Đại úy Hiệu cho bố trí binh sĩ canh gác cẩn mật, đào hầm hố củng cố vị trí chiến đấu. Kết quả tịch thu vài súng cá nhân vì quân số địch cỡ một trung đội. Cầm quân chỉ chống trả yếu vì thấy các binh sĩ dù đánh giặc hăng hái và bị nhiều mặt tấn công. Địch tức giận thua trận nên dùng đại bác không giật từ các cao điểm bên kia bờ sông bắn trực xạ vào làng Hà Nha. Xạ trường quan sát của địch thật là chính xác. Trong khi binh sĩ đại đội 83 đào hầm hố, gài mìn Claymore, mìn chiếu sáng, đặt lính gác giặc, đại úy Phạm Văn Hiệu điều chỉnh hỏa tập cận phòng với sĩ quan tiền sát. Anh cần về dọn cơm cho Hiệu ăn ở cái bàn nhỏ trước một ngôi nhà tranh. Hiệu thấy trời sáng trăng, sợ địch ở đỉnh cao bên kia sông trông thấy, nên bảo dọn vào nhà. Vừa ăn được nửa chén cơm thì nghe đùng một tiếng. Cái bàn gỗ trước nhà bị nguyên một trái 57 ly không giật. Hiệu giật mình. Nếu sớm chừng 5 phút thì nguyên tổ chỉ huy của đại đội 83 đã bị tan tành. Sau đó địch khai hỏa tứ phía, sơn pháo trực xạ từ các đỉnh núi bên kia sông. Hỏa tiễn 122 ly, đại bác 130 ly liên tục pháo kích vào làng Hà Nha. Dứt tiếng pháo thì cả tiểu đoàn địch đồng loạt tấn công biển người vào đại đội 83. Nhờ đã chuẩn bị hố chiến đấu vững chắc, các binh sĩ nhảy dù đã bắn trả mãnh liệt. Hiệu cho súng cối 80 ly bắn yểm trợ sơ khởi. Sĩ quan tiền sát gọi bắn các hỏa tập cận phòng. Thiếu úy Hoàng Văn Tiến và thiếu úy Nghiêm Sĩ Thành ra lệnh bấm mìn Claymore. Hàng loạt địch ngã gục. Súng đại liên M60 và súng cá nhân AR-15 bắn tới tấp. Hết lớp này tới lớp khác, quân Bắc Việt cứ nhào tới định tràn ngập mục tiêu làng Hà Nha. Tiến và Thành thật can đảm, hai sĩ quan này ra ngay tuyến ngoài đốc thúc binh sĩ chống cự. Nhưng những loạt đạn vô tình đã kết liễu đời hai người hùng trai trẻ của đại đội 83. Đây là hai sĩ quan đầu tiên của tiểu đoàn 8 nhảy dù ngã xuống trên mặt trận Thường Đức, mở đường cho năm sĩ quan trung đội trưởng sau đó theo chân Tiến ra đi không hẹn ngày về. Đại úy Hiệu điều động trung đội 3 của thiếu úy Lê Mậu Sức qua trám lỗ hổng, nhưng Sức cũng bị thương nặng, phải di tản. Chỉ còn chuẩn úy Thạch Huân và đại úy Hiệu đốc thúc các binh sĩ dù cố thủ, cầm cự đến trời sáng thì địch rút lui, để lại rất nhiều vũ khí, xác địch và một số tù binh. Trong lúc đó, tiểu đoàn 1 do thiếu tá Ngô Tùng Châu chỉ huy đi cánh phải của tiểu đoàn, tiến chiếm mục tiêu đầu là cao điểm Đông Lâm. Rồi theo đường đỉnh dãy Sơn Gia tiến về hướng Tây tới 1062. Đây là một đồn bóc cũ, địa thế xung quanh trống trải, dập dài xuống tận chân núi. Các đại đội tiến quân dưới cơn mưa pháo của quân Bắc Việt. Họ phải xung phong thần tốc, bám sát và đánh cận chiến, để địch không sử dụng được các bãi pháo mà họ đã chuẩn bị sẵn. Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, tiểu đoàn phó, chỉ huy hai đại đội thanh toán các tổ cảm tử quân Việt Cộng đang đóng chốt trên những điểm cao, những hốc đá treo leo dọc theo dãy Sơn Gà. Một trở lực lớn là quá nhiều mìn bẫy, thuộc loại mìn hơi, làm bằng nhựa nhỏ cỡ hộp thịt ba lát. Loại mìn này có thể hủy diệt hai chân nếu giẫm phải. Tại đây, đại đội 11 bị tổn thất hai chiến sĩ vì mìn hơi này.